Con chào thầy, chào mấy cô và mấy chú và tất cả thầy chú này. Dạ, con muốn hỏi thầy là đứa trẻ của con á, sau các bối cảnh hiện đại như thế này, nhưng mà nhiều lúc chúng con vẫn thấy sự trống vắng trong lòng thầy, sự cô đơn, và chúng con nên làm gì với sự cô đơn đó thầy? Với lại con muốn hỏi là khi cô đơn với lại sự trống vắng trong lòng á, mình thì mình có nên đi tìm kiếm người yêu, đi tìm kiếm những thứ ở bên ngoài không thầy? Dạ, thầy cảm ơn con. Chào chào mỗi bên câu hỏi cho. Ở đây bao nhiêu người thích ràng buộc vào những tay của bạn? Ở đây bao nhiêu người thích tự do như tay của bạn? Và những người không như tay, các bạn thích hả? Bao nhiêu người thật sự thích tự do như tay của bạn? Ok, cảm ơn nhé. Như thế này nha, nhất là người tu, nhì là tuổi trẻ, phải hiểu cái ranh giới giữa sự cô đơn và tự do nè, để mình chọn lựa được nha. Hiểu chưa? Thống như này. Giả dụ nếu anh có đang rước mắt rơi, ok, mà đợi hoài chẳng có một cái cách nào chịu được hết, cô đơn không? Cô đơn. Giả dụ như con tim anh dạt vào yêu thương mà chả có ai thèm bóng thương hết, cô đơn không? Cô đơn. Giả dụ như anh có vô vàng cái niềm vui mà nhìn qua nhìn lại không ai chia sẻ hết, cô đơn không? Cô đơn. Giả dụ như anh quá buồn tẻ mà chẳng có một người bạn nào ở bên cạnh để lắng nghe, cô đơn không? Cô đơn. Giả dụ như lâm vào khó khăn hoài nạn mà chẳng có ai để than thở hết, cô đơn không? Giả dụ như anh ở giữa cái hơi ấm của gia đình hay người thương mà sao thấy nó vô cùng lạnh nhạt, vô vị, xa lạ, cô đơn không? Cô đơn như nó có. Cái đó là cái giá của người ở một mình, cô độc và nảy sinh cô đơn này, đáng sợ, đáng buồn không? Đáng ghê không? Có đấy. Lúc buồn không ai tâm sự, lúc vui không ai lắng nghe chia sẻ, lúc hoạn nạn đâu đó không ai chăm sóc, đủ thứ chuyện trên đời không ai chứ đâu có chuyện buồn. Cho nên á, mấy ông thầy tu là phải chấp nhận cái đó. Chính vì mình sợ cái giá những cái thứ của đơn ta sẽ đem vào mấy chuyện kia, cho nên mình mới cần cái gì? Cần gì? Cần một người tình, cần một người yếu, cần một người chung dạ chung lòng thân xác cuối cùng đời, thì gọi là vợ hay chồng. Nhưng mà này ở thế gian tình vô đường mình có cái giá khổ của nó, nhưng mà anh lấy một người cái giá khổ đó là nó đặt gặp đồn. Nếu như mà anh rớt nước mắt có người đưa cái khăn cho anh lâu, anh cầm luôn cái khăn đó đi, mình chính cái tay đưa kia sẽ làm cho anh khóc nhiều hơn đây. Cái người mà tới lâu nước mắt của mình, họ thương mình á, mình đưa giả đưa lòng của mình cho họ, các đồng hành hà rồi nó ngồi nó lâu biết bằng cái khăn ngày xưa ấy. Chứ ai, chỉ có người thương mình mới làm khổ trời. Rồi, nếu như ông tim của mình, cái tình thương của mình mà nó có người bóng vương á, là cũng chính cái người bóng vương đó sẽ làm cho tim của mình tổn thương. Ờ, chứ mình đâu có tổn thương với những người đi đường mà kia. Phải không? Nếu mà tim của mình mà tổn thương là bởi vì mình tổn thương với những người mình thương, với những người mà họ bóng vương. Anh chọn một là cô đơn, hai là phải chịu tổn thương, và là cứ lo mất mắt đi.
nếu như niềm vui của anh mà có người chia sẻ thì những người đó cũng chia sẻ cho anh nỗi buồn. Nếu như mà anh có một người để than thở cái hoạn nạn, cái khó khăn, họ cũng là người than thở khó khăn hoạn nạn chưa? Nếu như mà anh muốn có hạnh phúc, có ấm áp hoài những người thương thì anh phải bỏ cả thời gian sự nghiệp của một sự sống kiếp người ra chăm sóc cái mối tình đó. Bởi vì một cái mối tình hay là một cái mối quan hệ nào cái thế gian này nó giống như một cái cây gì đó, nó phải được tưới tẩm vào, nó phải được nuôi lớn, nó phải được sự có mặt thường xuyên, mà không có xa mặt và tự nhiên kết lộ. Nó không phải là mối tình của một con người với một con chó. Mối tình của một con chó yêu một con chó 10 năm vẫn đảm bảo mối tình đó không bị lừa dối, 10 năm sau về nó vẫn quẩy đuôi y như là ngày đầu tiên nó thương mình. Nhưng tình người, nhất là tình gia đình, vợ chồng có là hiếm vô cùng, chẳng phải không? Ok, bên cạnh một người nhắn tin mỗi tối, bên cạnh một người chăm sóc những chuyện nhỏ nhặt li ti, bên cạnh một người năn nỉ và dỗ dành đủ thứ, có thôi. Nhưng mà vui lòng biết thêm một điều là, một là anh chịu không có những người đó, anh cô đơn nha. Tự vui, tự cười, tự khóc, tự đứng dậy, tất cả thì tự mình đứng lên, tự mình hiểu, tự mình thương, tự mình chăm sóc chính mình. Mà không, nếu mình cần những người ngoài kia có người đó, nhưng khi mình nhận một cái gì đó, mình vui lòng biết sẽ trả gấp đôi cả bốn tận lần, nhắm mà trả mỗi cả đời thì bước vô cuộc chơi đó. Bởi vì trên đời này không có một cái tôi nào mà cho không miễn phí rồi hết, đúng không? Bởi vì tình yêu chẳng qua nó là một kinh doanh đánh đổi con tim mình. Mình cho bao nhiêu, anh nhận thì anh phải cho lại bằng hoặc đồ. Ai cho miễn phí? Không ai hết. Mà thử nghĩ con tim mà đem ta đổi chát kinh doanh được thì có gì khác trên đời này mình không dám đổi chát kinh doanh. Mà khi mình kinh doanh thì mình chịu lời lỗ. Mà hẻ lời lỗ tức là tình yêu mà còn than khổ thì chỉ có một chỗ để đi thôi. Đi đâu? Đi chùa, trung tâm đi tu, thầy đi tu. Bởi vì yêu là mình buồn, mà khổ mà cứ ngồi than biết thì buồn chỗ than nó là không muốn còn, không muốn còn có một chỗ mà đi đi chùa. Mà đi chùa vô ở luôn nha, đi chùa thì ra là muốn khổ thầy. Trong này ai cũng đi chùa như này, đi chùa tu không? Đó. Như vậy hành mấy lại hỏi các con này, ai thực sự muốn tự do? Chị tay chạy đi đâu không? Không, chỉ là anh muốn ràng buộc đó. Anh không thực sự muốn tự do. Khi mà anh muốn tự do, tôi cho anh lên trên đỉnh núi ngồi một mình và không có một con khỉ nào xung quanh anh. Khỉ thật luôn đó nha. Tức là không có một ai làm phiền anh hết. Anh ở đó có cảm giác gì? Mất mát, cô đơn, lạnh lẽo, vô cùng. Anh nói anh thích tự do, đúng. Anh thích ràng buộc. Cái vấn đề của cái loài khác không phải loài người trên đất này là một sống, một chết. Còn vấn đề của loài người là chỉ có sự sống. Và nó cũng không có cái giới hạn cuối cùng, không có cái tốt loài. Nhưng mà mình đau khổ rồi đó. Ok, con người mình không phải đau khổ cái sự ràng buộc, mà mình đau khổ với sự tự do. Mình lấy cái sự tự do mình đi tình nguyện đưa tay mà cộng vô cho mình ràng buộc, mà mình đau khổ với cái tình nguyện đó. Là một loài khác nó đâu có quyền lựa chọn cái hạt bụi này, nó bay lên bay xuống, nó phải trả cái nghiệp của nó ở kiếp này. Nhưng mà con người mình cũng tự do để lựa chọn kiếp này hạt bụi mình bay xuống hay lên. Nhưng muốn tình mình lấy hay có ý mình lấy cái nghiệp đó mình tạo một cái ràng buộc để rồi thầy ơi cô đơn quá làm sao để con hết cô đơn, à đi yêu người khác. Tức là sao? Một, anh có hai cách để hết cô đơn. Để hết cô đơn là anh phải đi, để đi ra khỏi cô đơn là anh phải đi vào họ. Đó là cách của người tu. Còn để anh chạy trốn khỏi cô đơn là anh đi lấy một cái thứ khác, ví dụ như ăn uống, ví dụ như là vui vẻ, ví dụ như là cờ bạc, tiền, danh lợi, cái ngoài đủ thứ để anh đắp đổi và thay thế cái cô đơn đó. Thì khi cô đơn mà con đi yêu, nó giống như con
ăn mặn mà uống nước biển, càng uống càng khát, khi mình cô đơn tức là tự thân mình không có niềm vui sống. Và mình đến với một ai đó tức là mình đi sinh, mà mình đi sinh thì là có sự lựa chọn, ta cho gì lấy họ, phải không? Thấy người ta nói đi sẽ hay tình mà quá. Nên khi mà một người cô đơn mà có một người tới an ủi, tự động hai người dễ thương nhớ, và lập tức mình tưởng họ là người tốt. Cho nên khi mà mình cô đơn mà mình đi yêu là mình khát nước, mình uống nước biển, càng yêu càng cô đơn. Cô đơn với cái người ở một mình với cô độc nó khác nhau, nó giống nhau ở chỗ là đi một mình hết. Nhưng mà cái cô đơn là bởi vì cái một mình kia nó có cái muốn nó không được đáp ứng nên thành cô đơn. Như vậy anh có một cái muốn mà không ai đáp ứng cho nên cô đơn. Bây giờ có một người đáp ứng như cái muốn đó thì cứ nghiện, mà khi có thuốc nghiện mà anh vừa uống xong thì anh hết nghiện, hai nghiện hơn chúng tôi, anh nghiện hơn chúng tôi. Cái quy luật nó là vậy, anh phải nhìn vô cái nghiện này để anh giải tỏa nó, hoặc là anh được đáp ứng bởi cái thuốc nghiện nào đó thì mỗi ngày anh mỗi nghiện hơn và đổ thuốc nó càng cao lên và anh phải mất tình. Khi mà anh cô đơn mà anh đi yêu là giống như là anh đi xỉn rượu mà anh chạy ra đường say rượu sáng mai rồi sẽ tỉnh, nhưng say tình sẽ mãi còn say, say rượu cảm xúc đó. Khi mà mình, một người mà chạy ra ngoài đường mà xỉn rượu thì sao? Không, người ta chết. Khi mà bản thân mình khờ dại dại mê mê một người tâm mình không có tỉnh táo mà mình đi yêu người ta, nó được gọi là đi tán gái. Tán gái tại sao khi không có tỉnh táo thì tán vô người đọc này. Hiểu không? Và khi mình tán như vậy thì cả hai vỡ đầu thì chính mình chết. Cho nên khi đi, khi cô đơn mà đi yêu nó giống như là đi cho vay nặng lãi. Bởi vì nhớ cho vay nặng lãi tự thân mình với tự thân họ không có tự xử lý được cảm xúc của đơn của nhau, họ cho mình vay thì mình phải trả cả vốn lẫn lời, trả cái nợ gì còn được chứ cái nợ tình kiếp này kiếp sau và thiên phu nữa. Nhìn thấy chúng tôi đồ cười người ơi, tức là tôi đang cô đơn quá, tôi không thể sống được, tôi không biết cười được. Hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thay đợi ăn xong, em ơi có hay không? Thang như vậy đó. Nó hát lên như hay vậy thôi. Chứ trong bụng nó là vậy. Ở trong bụng của nó là vậy. Và khi mà vơ như vậy mà có một người nó quơ được rồi kia nó không có bước bị nó hốt về nữa là may mắn, nhưng mà thôi. Cho nên ok, cách của thầy, thầy có cô đơn không? Có cô đơn nhiều khi nhiều hơn con hết. Nhưng sao chạy ra kia uống rượu rồi cũng cô đơn hết, rút dao chém nước chảy xiết uống rượu sầu hết. Tại sao thì vừa người ta lối vô trong đầu trong quán bar đó bắt đầu để chi vậy? Sao nữa là mình còn buồn không? Buồn thế rồi đi ăn cho nhiều, đi ngủ cho sâu, còn thêm chảy rốt thay thế cách này cách kia không phải là cách, còn cách quay về uống ra của nó phải đi vào nó. The way in is out, cách đi vào là cách đi ra là đi vào. Cho nên mỗi lần nó buồn nó phiền mình ngồi xuống chơi với nó, chơi với cô đơn này nha. Bởi vì cái đẹp của loài người này là không có một ai có thể xâm chiếm được cái lãnh thổ không gian trong tâm tư của mỗi người. Ta đến đây một mình, hạt bụi này tự đến, tự tắm rửa, tự ăn uống, tự ngủ nghỉ, tự vui buồn, tự tâm tư. Có hạt bụi nào sống khé hạt bụi đâu. Chuyện mình tắm là mình phải tắm, mình kỳ là mình phải kỳ. Mình ngủ là mình ngủ, mình suy nghĩ là chứ mình giờ mình có ở với nhau, mình có quan hệ thân xác với nhau, chứ mình thiền cũng là cảm xúc của mình.
Bây giờ mình rõ cái tay mình lên, cái tay của một người thì mình biết cảm xúc của họ hay là mình biết cảm xúc của mình? Cảm xúc của mình. Cho nên cuộc đời này, thằng bụi này đến đây tự thân nó là một mình. Bản chất của nó là đại tự do, nhưng thằng bụi này nó khởi lên một lòng tham. Lòng tham nó không được đáp ứng, cái này thằng bụi này được gọi là vô đơn. Con tim này vốn là động vật. Khi một con tim biết yêu, tức là một mũi tên biết tâm vô. Khi một con tim biết yêu nhiều thứ là nhiều mũi tên biết tâm vô, tức là một lòng tham là một mũi tên, mà ngàn mũi tên là bởi vì ngàn lòng tham. Cho nên cô đơn là một tên gọi khác của sự khát khao mà không được đạt được. Vậy muốn mà sống bình yên và muốn mà tạo ra một thế giới bình yên là khi cô đơn, okay, bản thân mình đừng đi yêu ai. Và khi ai đó cô đơn, khi họ nói tiếng yêu cho mình, cẩn thận nha. À, đưa tay tụi con nè. Ok, câu hỏi này. Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là khi mà đã tôi kể tụi con á, khi mà trong lòng nó đóng khoát thầy, khi chúng con có tìm một cái gì để nó quả lắm, nổi với cô đơn trong lòng thầy, nhưng mà khi mà mình đi chùa hay làm gì đâu, dù mình đi tìm những thứ ở ngoài về, nhưng mà nó vẫn kiểu trong lòng lúc đó nó thiếu vắng gì trong lòng thầy. Có một cách gì để cho nó quả lắm được nổi cô đơn không thầy? Con này muốn phá lắm nữa sao con? Con nó phá lắm từ to cái kiếp này hết, cái cách này đến cách kia. Ok, cái này nhá. Đời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề tránh đời. Bây giờ đời tôi hay. Tôi yêu một người, ta bỏ. Ta yêu thêm người nữa, ta bỏ. Yêu thêm người nữa. Từ đầu đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Số phận hóa mình làm cái nạn nhân cho cái số phận của mình. Thì mình thấy mình cô đơn, đừng có thấy mình cô đơn. Con đến đây là một mình, con ở là một mình, con vui buồn là một mình, con sống là một mình. Bản chất của sự cô độc này là đại tự do. Khi mà cô đơn, tức là lòng con có một sự khao khát mà không được đáp ứng. May là không có sự đáp ứng. Khi mà có sự đáp ứng rồi, cực kỳ nguy, con càng ngày càng cô đơn. Bởi vì thử cho con toàn bộ thế gian này, con là một người vua như thế này, lòng con có đủ. Nên là lòng tham nó có một tên gọi khác là sự cô đơn. Cho nên cách duy nhất là cô đơn là một tiếng chuông nó giống lên để cho con biết rằng ngày xưa bé thơ con tung tăng chưa có bao giờ biết cô đơn là gì cả. Khi mà phút giây con có một khát khao và chả có ai đếm xỉa tới khát khao đó thì lòng cô đơn bất động. Thì một, con dừng cái khát khao lại. Hai là con đổ máy chạy xe và chạy theo đuổi hình bắt bóng, và càng chạy sân của mình càng hết, thân của mình càng già càng bệnh, mà đích đến ngày một xa. Vậy con muốn thực sự hết cô đơn không? Có một cách lên cái núi ở riêng với con. Đấy, con không có muốn cô đơn đâu. Chúng ta là những con chim ở trong lòng quá lâu ngày tháng, cho nên mở cái lòng chim ra nó không muốn quay, nó cảm thấy không gian đó là của nó rồi, không muốn tìm cái gọi là anh tự do kia nữa. Bởi vì mỗi lần mà con muốn thực sự tự do là con phải có một bản lĩnh cực kỳ mạnh mẽ. Tự do là anh đạt lên trên cái tôi nhân cách của anh, nghiệp lực của anh, sân hận tham sân si nghi ngờ của anh. Anh đạt lên cái nghiệp cá nhân, cộng nghiệp của xã hội, đạt lên cái thành kiến của anh, của gia đình anh, của xã hội này. Anh không bị một lời khen chín che nào làm cho lung gì hết. Đó là đại tự do. Anh tự do tức là anh mang một chiếc dép và anh đi một chân không có ra đường, người ta nhìn mà anh không cảm thấy là bất thường, đó là tự do. Anh làm cái điều đó. Hay là anh sợ tự do lắm cho nên anh phải giữ cái thân này, cho nên giống giống con người ngoài kia, anh giữ cuộc sống của anh, giống giống ai bên ngoài kia. Anh phải làm sao đó để anh coi tụi họ sao, anh dạy anh họ
họ bị anh theo. Anh không bao giờ thực sự muốn tự do đâu. Anh muốn giống giống một cái gì đó để cho anh có một cái gì đó dính dính vô, để anh có một cái gì đó tồn tại, cái nhân cách của anh còn đó. Nhưng mỗi lần một thiền đúng cái thôi, phải mất cái bắt đầu biết anh là ai, sợ hãi luôn. À, tự do là một sự sợ hãi kinh khủng do cái tôi nghiệp lực của mỗi người và cái tâm nghiệp. Nói chung là kẻ nào mà thực sự tự do, chỉ có những kẻ thực sự bỏ bớt tham sân si, và những kẻ đã đi, đang đi trên con đường đó. Cho nên thầy, con hỏi thầy là có cách nào để khỏa lấp tự do, là hỏi đúng rồi, cái thật sự cách nào khỏa lấp cô đơn, cái thật sự thì mình không có muốn chấm dứt cô đơn, mình muốn có một người đi dính vô. Em có bị cái vui khó. Yes. Tự động trong lòng của mình nhớ biết và mình muốn cái người đó thấy mình quan trọng, và mình cũng quan trọng với người đó, mình muốn có một cái gì đó để mình dính vô. Nó bước ra cái tự động mình thấy lạc lõng gì vô hơn. Mình lúc nào cũng rất sợ bị bức ảnh, mình lúc nào cũng rất sợ tự do. Ai mạnh tay với ta nói ta thích tự do, người đó bạn lên đây à. Ok, con thích tự do hay thích ràng buộc? Nó chân thành tự do, vẫn thích tự do. Thực sự mà thích tự do á. Wow. Nhớ mỗi chuyện này nè, có một người vậy tới hỏi một vị thiền sư, con cũng giác ngộ dễ thôi, thì thiền sư nhận cái đầu của người đó xuống dưới nước, nhận xuống cái như thế này. Con muốn tự do thế nào? Hồi nãy con làm xuống dưới nước đó, ta nhận đầu của con muốn cái gì nhất trên đời? Tự do hay là hơi thở? Dạ hơi thở. Con về con muốn tự do, con giống như con muốn hơi thở, con hơi thở đây. Còn mà bữa nay muốn tự do, bữa sau muốn đi tham gia đó là bỏ không được. Tức là cái miệng ta muốn nói tự do, cái hành động của ta thì đưa tay cho mình nhạc hộ được. Nào mà hành động là cái đó, ta phải bước ra, bước ra mọi thứ. Ta phải ngồi thiền xuống rất sâu, một suy nghĩ nó đến mà ta không tự do nữa, cái đó nha. Ta dẫn ta đi bước 5 phút liền mà chưa quay về. Mình muốn thực sự tự do, năng lượng cái cực kỳ mạnh, bản lĩnh rất lớn,